Robot. Các nhà máy Adidas là một phần trong chiến lược đáp ứng nhu cầu ra mắt kiểu dáng sản phẩm mới cho thị trường lớn, đồng thời nhằm đối phó với tình trạng tăng lương và giá vận chuyển tăng cao tại Châu Á. Adidas từng có kế hoạch triển khai mạng lưới nhà máy tự động trên toàn thế giới. Chính vì vậy, quyết định mới nhất của hãng có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người. Hiện chưa rõ tại sao hãng thể thao Adidas lại đóng cửa các cơ sở sản xuất công nghệ cao trên. Tuy nhiên, chi phí vận hành và khó khăn trong mở rộng công nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm được cho là nguyên nhân. Martin Sanclanc Phụ trách hoạt động toàn cầu của Adidas nói rằng, các nhà máy hiện đại giúp hãng nâng cao sức cạnh tranh nhưng hãng cần giải pháp tiết kiệm chi phí và linh hoạt hơn. Adidas bắt đầu sản xuất giày chủ yếu bằng robot tại nhà máy Speed Factory gần trụ sở chính ở Baravia năm 2016, rồi sau đó mở tiếp cơ sở mới gần Atlanta năm 2017. Được Adidasler thành lập năm 1949, Adidas đã chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất từ châu Âu sang châu Á và hiện có hơn 1 triệu nhân công hợp đồng tại các nhà máy ở Trung Quốc và Việt Nam. Adidas cho biết, dây chuyền sản xuất bằng robot tại nhà máy Đức và Mỹ sẽ ngừng hoạt động từ tháng 4 năm 2020 để hãng có thể tập trung nhiều hơn cho hai trong số các nhà máy tại châu Á.